Chào bạn nha. Ghé tơ đang lên mỏng đỏ nè. Con này hung dữ nè. Chiếu đèn led vô sợ rồi. Quê đá mày. Chó đi ra. Ra mày. Đi ra chỗ khác. Nhanh nè. Tướng mập cho bó. Chiếu đèn led anh sợ anh tắt đèn led á. Không dám nói chuyện mạnh nha. Đít tơ lên mỏng. Này bự nhất nè. Còn ông bên đây lên mỏng luôn. Còn ông trong này ông quắc. Ba ông ghé ông quắc. Chuẩn bị nó đá nói chuyện nha, nó sọc vô luôn rồi. Mở đèn led lên quay cho rõ chút. Mở đèn led lên nó bị quản. Con này dạng nào giờ nè, quỷ trống hay gì chụp bó bá lửa quắc nhảy làm nó cũng hơi nhát theo, nó chưa có căng đâu. Quắc nó nhảy làm chích ghé nó giật mình theo. Nó ghĩa. Con này bự nhất nè. Cho bá luôn. Lên mồng sớm nhất nè. Mồng cũng đỏ đỏ. Con này bự nhất. Con này lanh nhất. Nó tưởng nó cho nó đồ ăn. Còn anh đây. Rồi clip em xin kết thúc đây nha. Chào tất cả anh em nha. Kêu suốt vậy đó. Kêu lớn lắm, bằng ngại kêu lớn. Đi ra cách nó khoảng chưa được 1 mét nó lại đó nó kêu vậy đó. Rồi chào anh em nha.